Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV, ngày hôm nay trong chương trình Sức khỏe với bác sĩ Huynh Huỳnh Trần từ tổ chức VietMD.net, chúng tôi sẽ nói chuyện liên quan tới một vấn đề có thể nói là sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dân ở Hoa Kỳ, đó là về vấn đề cải tổ y tế. Một cách cụ thể là những thay đổi trong chương trình y tế Obamacare mà mới đây một dự luật đã được thông qua bởi Hạ viện Hoa Kỳ và sẽ được đưa qua để thông qua trong Thượng viện Hoa Kỳ trong những ngày tới. Xin mời quý vị theo dõi. Xin chào bác sĩ Huỳnh Huỳnh Trần ạ. Xin kính chào anh Lương Vũ và xin kính chào quý khán thính giả của Phố Bô Sa TV. Thưa bác sĩ, Obamacare và Trumpcare đều là rất là nhiều trang, hàng trăm trang, hàng ngàn trang. Có rất nhiều điều để nói tới. Tuy nhiên, để nó có thể một cách tóm tắt và ngắn gọn, trước hết thì bác sĩ có thể cho biết là với cái dự luật mới này đó, thì cái nội dung của nó có những điểm gì chính và đặc biệt là có những điểm gì khác với lại cái Obamacare, thưa bác sĩ? Chắc quý vị còn nhớ là cách đây vài tháng anh Đăng Vượng và chúng tôi có nói về Obamacare. Thì ở thời điểm đó chúng tôi nói là Obamacare là một cái luật y tế bắt buộc những hãng bảo hiểm phải cung cấp dịch vụ sức khỏe cho người bệnh nhân, và cái quan trọng hơn là họ không được từ chối. Cái keyword là không được từ chối một số bệnh nhân với cái bệnh của họ. Tại vì đối với một số người họ bị chạy thận nhân tạo chẳng hạn, hoặc là ung thư, thì cái chi phí điều trị rất là cao. Trước khi mình mua bảo hiểm mà mình bị từ chối thì mình không thể nào mình có bảo hiểm được. Như vậy cái điểm khác biệt là gì? Trumpcare cho tới bây giờ, cái luật mới nhất mà được Hạ viện Hoa Kỳ mới pass qua vẫn giữ cái đó. Tại vì nếu anh còn nhớ cách đó một vài tháng thì một số người định bỏ cái đó, nhưng mà cái sự phản đối quá nhiều, tại vì người ta sợ là nếu bỏ cái điều khoản đó thì sẽ càng có nhiều không thể nào mua bảo hiểm được, thành ra họ vẫn giữ cái điểm đó. Nói cách khác, Trumpcare và Obamacare vẫn có một điểm chung là những người bị những bệnh kinh niên và những bệnh nặng, hãng bảo hiểm không được quyền từ chối để mà bán bảo hiểm cho họ. Và cá nhân tôi là bác sĩ thì tôi nghĩ đây là một điểm rất là mừng cho bệnh nhân. Tại vì sẽ có những người khi mà họ thay bảo hiểm mà chẳng may họ bị ung thư hoặc là bị những bệnh kinh niên như vậy thì họ không thể nào mua bảo hiểm được. Một cái điểm thứ hai Trumpcare khác với Obamacare là Trumpcare cho những tiểu bang nhiều tự do hơn. Họ cho tiểu bang những cái quyền để quyết định. Ví dụ như một số bang họ có quyền giảm xuống cái tiền premium, là tiền mua bảo hiểm, và giảm xuống những cái yêu cầu, những cái tiêu chuẩn để mà cung cấp bảo hiểm cho người dân trong cái bang đó. Lý do đơn giản là tại vì dưới Obamacare là một cái bắt buộc tất cả mọi người phải đi theo một cái luật như vậy. Nhưng mà ở Trumpcare thì họ cho tiểu bang cái quyền độc lập hơn. Và cái điểm quan trọng, Trumpcare cho những công ty bảo hiểm được quyền charge, được quyền tính tiền bệnh nhân cao hơn nếu như họ bị bệnh. Đây là cái điểm khác biệt, tại vì lúc trước ở Obamacare là mọi người đều giống nhau hết. Cho dù anh 18 tuổi, anh 65 tuổi, cái premium nó gần như là nó không khác biệt nhiều. Nhưng mà bây giờ nếu như bệnh nhân bị bệnh nặng hơn thì luật mới cho phép hãng bảo hiểm họ có quyền tính tiền nhiều hơn. Đây là một số điểm cơ bản, nó khác biệt, và như anh nói rồi vài ngàn trang, nhưng mà tôi tóm gọn chỉ một vài ý như vậy thôi. Còn một điểm quan trọng nữa là những cái điểm khác của Obamacare nhưng mà Trumpcare rất là khôn vẫn giữ được, và tôi nghĩ là đây là cái điểm mà có thể khiến cho Thượng viện có thể pass được, đó là con cái tới năm 26 tuổi vẫn có thể có bảo hiểm dưới cha mẹ. Tại vì Obamacare, trong luật Obamacare là con cái cho tới 26 tuổi vẫn được, và Trumpcare vẫn giữ cái đó. Trumpcare hay là Obamacare tùy theo cái quan điểm của từng người, tùy theo cái quan điểm của cái từng đảng mà họ nói tới cái phía này hay phía kia. Tuy nhiên đứng ở góc độ một người trong ngành y khoa thì theo bác sĩ đánh giá chương trình nào tốt hơn cho bệnh nhân? Nếu mà nói thật ra thì tôi không nghĩ là chương trình nào tốt hơn cho bệnh nhân hết. Lần trước tôi có nói với anh cái này là tại vì cái sức khỏe ở nước Mỹ là một cái hệ thống rất là phức tạp, mà trong đó giữa cái người bệnh và người không bệnh á, 80% chi tiêu của nước Mỹ này sức khỏe chỉ dành cho 20% người bệnh thôi. Mà tại vì chúng ta
ngay tại nước Mỹ này chúng ta chăm sóc bệnh tốt hơn, chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhiều hơn. Thành ra quý vị sẽ thấy có cái sự bất công ở đây là những người trẻ sẽ làm rất là nhiều tiền, đóng thế, và cái số tiền đó sẽ chạy vào chữa bệnh cho những người rất là lớn tuổi. Và dĩ nhiên không ai muốn điều đó hết, không ai muốn mình phải trả tiền bảo hiểm hàng tháng rất là cao, thậm chí lên tới vài ngàn, trong khi mình không có xài gì hết. Trong khi có những người mà họ sẽ không bao giờ làm, nhưng mà tại vì họ bệnh nặng, nhưng mà chính phủ vẫn trả. Nhưng mà vì cái chính sách nhân đạo của y khoa bên Mỹ này, thành ra nó là cái hệ thống là như vậy. Thành ra anh hỏi tôi thì tôi sẽ không nghĩ cái nào tốt hơn, nhưng mà nếu chọn giữa hai cái, tôi nghĩ Obamacare vẫn tốt hơn, tại vì cái số lượng người bảo hiểm được sẽ nhiều hơn. Theo như thống kê bây giờ, nếu như Trumpcare trở thành luật thì có khoảng chừng 24 triệu người sẽ mất bảo hiểm. Nó chỉ đơn giản là tại vì cái những số người này sẽ không có đủ tiền để mua bảo hiểm, hoặc là cái tiền bảo hiểm họ bị cắt đi. Như tôi nói lúc trước này, chính sách Obama là họ cào bằng hết, họ lấy tiền cho người giàu đắp vào cho những nghèo, dắp cho người bệnh. Nhưng mà của Trumpcare thì chọn lọc hơn, anh có tiền thì anh có quyền mua bảo hiểm, và nếu như anh không có tiền mà anh khỏe thì anh không nhất thiết phải mua, hoặc là nếu như anh mua thì anh mua cũng vừa phải thôi. Thì một trong những cái điểm mà nếu ai theo dõi thời sự, theo dõi tin tức sẽ thấy nói tới rất nhiều ở góc độ của phía những người ủng hộ của gọi là cái chương trình bảo hiểm mới, chương trình bảo hiểm Trumpcare đó, là và ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng đã nhắc tới nhiều lần, đó là cái bảo hiểm Obamacare nó sẽ không có hữu hiệu trong một thời gian rất ngắn sắp tới. Có nghĩa là càng ngày cái tiền mà cần phải đóng gọi là premium đó, nó sẽ càng cao tới một mức độ mà không có ai có thể gọi là chấp nhận nổi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mặc dù đóng bảo hiểm như vậy, nhưng mà khi đến khi sử dụng nó sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Thí dụ như là phải trả cái tiền co-pay, tức là cùng phải trả, nó cái số tiền đó nó quá cao trước khi được trả, vân vân. Bác sĩ có thể cho biết ý kiến về cái khoản đó. Cái đó là chính xác, tại vì nếu anh nhìn từ góc độ kinh tế học, Obama giống như là một hệ thống mà xã hội chủ nghĩa chăm sóc sức khỏe như vậy. Nó gần gần giống như Canada một chút xíu của bên Anh. Có nghĩa là anh cung cấp bảo hiểm bắt buộc cho tất cả mọi người. Nhưng mà chính vì cung cấp bảo hiểm cho tất cả mọi người, anh sẽ cần một cái quỹ rất là lớn. Và cộng theo cái chi phí bảo hiểm, chi phí chữa trị tại Mỹ thuộc dạng cao nhất trên thế giới. Anh cứ nhìn cái đó ra và sẽ tới một lúc nào đó không có số tiền nào chịu nổi hết. Nó sẽ vỡ, nó giống như cái bong bóng vậy. Mà không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ tới một mức là nó sẽ vỡ. Nhưng mà cái cách mà Trumpcare cũng không phải là một cái giải pháp, tại vì cái cách mà ổng làm thì ổng giống như mình có quyền lựa chọn nhiều hơn, và hãng bảo hiểm tiểu bang và mọi người sẽ có quyền lựa chọn nhiều hơn, họ không bắt buộc như vậy. Nhưng mà bù lại thì chính vì không bắt buộc, thành ra cái chăm sóc sức khỏe nó lại không được tốt hơn, và không có một cái giống như một cái mặt bằng chung như vậy. Ở cái góc độ mà kinh tế thì là như vậy, nhưng mà về mặt sức khỏe thì rõ ràng Obamacare tốt hơn. Tại vì anh ta thấy rằng là cho dù như thế nào mình biết, mà mình vẫn biết chắc là người thân của mình khi vào bệnh viện thì có thể họ vẫn sẽ được chăm sóc và được điều trị. Cái vấn đề chỉ là khi mà họ chữa xong rồi thì mấy tháng sau, mấy năm sau họ gửi cái bill tới thì không biết là nó sẽ như thế nào thôi. Gần đây Tổng thống Donald Trump có trong một cuộc gặp gỡ với lại Thủ tướng Úc, ông cũng đã có một cái sự trao đổi trực tiếp với lại Thủ tướng Úc. Không biết là bao nhiêu phần trăm là thực tế mà bao nhiêu phần trăm là vấn đề chính trị. Thì Tổng thống Donald Trump vừa chê bai cái chương trình Obamacare mà vừa khen ngợi cái chương trình bảo hiểm sức khỏe của Úc, chương trình Universal Care của Úc rất là hữu hiệu đối với nước Úc. Bác sĩ có ý kiến như thế nào về việc đó? Tôi nghĩ cái sự so sánh đó là nó hơi khập khiễng, và nó không phải là tiếng Anh, mà giống như là orange to orange hoặc là apple to apple, mà giống như là anh so sánh giữa cái trái cam với trái táo, và đây là táo Mỹ, kia là cam Úc. Nó chỉ đơn giản là nước Úc á, cái dân số của họ ít hơn, và cái thứ nhất là ít hơn, và thứ hai nữa là chi phí điều trị bên Úc rẻ hơn bên Mỹ nhiều, và cái thứ ba là cái hệ thống sức khỏe của họ đồng nhất hơn. Ở bên Mỹ thì có rất là nhiều hệ thống Medicaid, Medicare và bảo hiểm tư, bảo hiểm chung, bảo hiểm vợ, bảo hiểm chồng, bảo hiểm trường, bảo hiểm tùm lum hết, và anh có thể list ra tất cả những cái đó. Thì tôi không nghĩ là nó có thể gần như là giống như để họ so sánh như vậy. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là góc độ của tôi là bác sĩ thì tôi muốn bảo hiểm bệnh nhân nào cũng có bảo hiểm hết, tại vì nếu mà không có bảo hiểm là bác sĩ bên này khó sống, tại vì
cái quan trọng của cái nghề y cũng giống như tất cả những người làm ngành y tại Mỹ là chúng tôi đều muốn bệnh nhân có bảo hiểm và bệnh nhân được chăm sóc một cách thích hợp và ở một cái mức tối thiểu trong cái túi tiền của họ. Tại vì nếu như họ, như anh nói rồi, cái chi phí co-pay nó càng ngày càng cao thì không có ai chịu nổi được hết. Như vậy thì với những thay đổi dù ít dù nhiều của chương trình bảo hiểm mới so với lại chương trình bảo hiểm cũ thì theo bác sĩ nhìn trước đó, nó sẽ có những ảnh hưởng như thế nào đối với lại người dân ở Hoa Kỳ? Người dân ở Hoa Kỳ tôi nghĩ là sẽ không có ảnh hưởng nhiều trong cái ngắn hạn, ít nhất là trong vòng 1-2 năm nữa. Tại vì giả sử như trong một vài tháng nữa Thượng viện có pass cái luật, dự luật đó đi, thì sẽ cần một thời gian để mọi thứ nó vào tác dụng. Như vậy trong thời gian ngắn thì tôi không nghĩ là nó có gì thay đổi nhiều. Và thời gian dài hơn thì có sẽ có một số cái tác dụng. Ví dụ như anh sẽ thấy rằng là mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là ít nhất một số trường hợp là người trẻ họ sẽ không phải mua những cái bảo hiểm này. Tuy nhiên anh cũng nhớ kỹ là sẽ có một số bệnh sẽ không có được cover, và một số trường hợp mình sẽ phải mua bảo hiểm cao hơn nếu như mình có những cái bệnh mặc dù bảo hiểm không có được quyền từ chối. Đó, thành ra anh sẽ thấy là nó sẽ có những cái thay đổi đó. Cái câu hỏi nên là người Việt chúng ta tại Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào với cái luật này? Phần lớn người Việt tại Cali này, theo như một thống kê sơ bộ của tôi thì và những bác sĩ khác, thì khoảng chừng 2-30% là xài Medicare, là chương trình bảo hiểm của tiểu bang California. Một phần khác là dùng Medicare, là chương trình bảo hiểm của liên bang. Một số khác nữa thì dùng bảo hiểm tư. Trước mắt thì những chương trình này sẽ không phải ảnh hưởng nhiều, và cũng nhân tiện đây cũng thông báo với quý khán thính giả vùng California là Cali lại đang thảo luận một cái luật mới nữa là Uni Payment System, có nghĩa là một cái chương trình trả chung không có nhiều giống như bây giờ. Tôi không biết là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà tôi đoán là chắc là sẽ, nếu mà nó xảy ra, cái đó sẽ ảnh hưởng tới quý vị nhiều hơn là cái Trump Care. Tại vì California đang rất là vật lộn để mà kiểm soát cái chi phí y tế, tại vì đây là một trong những chi phí hàng đầu của cái tiểu bang của chúng ta hiện tại. Xã hội ở Mỹ thì có rất nhiều thành phần, người trẻ, người già, người bệnh, người không bệnh, vân vân. Như vậy thì theo bác sĩ nhìn nhận thì những cái thay đổi trong vấn đề y tế như thế này đó, thành phần nào là sẽ được lợi mà thành phần nào là sẽ phải bị thiệt thòi trong trong những ngày tới? Tôi nghĩ thành phần được lợi nhiều nhất chắc là mấy công ty bảo hiểm và những công ty dược, tại vì đây là hai hai những cái những công ty này không bao giờ họ lợi, họ không bao giờ lỗ. Lúc nào họ làm cái gì họ lobby lực ở Washington. Tôi nghĩ cái người mà chịu thiệt nhiều nhất là những người nghèo và những người lớn tuổi, lúc nào cũng vậy hết. Nhưng mà nói như vậy so ra những nhiều nước khác, nước Mỹ chúng ta cũng tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mà về mặt cá nhân thì tôi nghĩ là những người lớn tuổi và những người nghèo, lúc nào cho dù Trump Care hay Obamacare thì lúc nào họ cũng có những cái thiệt thòi nhất định. Và đặc biệt là với những người mà phải nói cái ngôn ngữ khác, tôi nói ví dụ như một số người Mễ hoặc là những người sắc dân khác mà không rành tiếng Anh chẳng hạn, hoặc thậm chí người Việt Nam của mình, thì cái sự thiệt thòi đó nó lại càng lớn hơn nếu như họ không có bảo hiểm. Bác sĩ nói là người nghèo với người lớn tuổi, nhưng mà thật ra thì lại có một cái cách suy nghĩ ở những người sống ở Mỹ này, thường thấy có cách suy nghĩ là kể cả về y tế lẫn về một số cái khía cạnh khác, cái người lỗ bao giờ cũng là cái giới trung lưu, trong khi cái người nghèo nghèo hẳn đi thì là họ có được nhận cái bảo hiểm y tế miễn phí của chính phủ, trong khi cái người mà gọi là trung lưu á, là cái người mà phải đóng rất nhiều mà hưởng thụ không được bao nhiêu. Bác sĩ nghĩ sao? Tôi nghĩ cái đó là cái sự so sánh rất là chính xác, tại vì anh bên Mỹ này nếu mà anh muốn nếu đã nghèo thì thiệt là nghèo, đừng có nghèo gì dựa, giống như là trung lưu hoặc là ở cái tầng lớp thấp chút xíu. Nhưng mà tôi nói ở đây xa hơn là những là những người nghèo thật sự và những người lớn tuổi, tại đúng là họ có bảo hiểm, họ có cover, nhưng mà những cái bệnh của họ và những tác động về tâm sinh lý của họ, và anh cứ tưởng tượng những bệnh kinh niên mà còn nghèo nữa thì rất là buồn. Chứ khoan nói thì cái chuyện bảo hiểm, cái cách tôi nhìn là tôi nhìn nó rộng hơn, giống như là một con người là gồm có tinh thần, vật chất và cái tri thức và nhiều thứ khác, chứ không chỉ đơn giản là yes họ nghèo thì họ ráng nghèo hơn nữa để họ có bảo hiểm. Cái thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà mình cứ nghĩ là những người họ đã nghèo rồi mà họ bị thêm những bệnh rất là khó trị,
ví dụ như chạy thận nhân tạo hoặc là ung thư kỳ cuối hoặc là những bệnh nan y, thì thật sự rất là, nếu như trả lời câu hỏi của anh thì tôi nghĩ đó là những người thiệt thòi nhiều nhất. Tại vì đó chính là những người thật sự là cần nhất, và nhưng với điểm may mắn là ít nhất hệ thống y khoa của chúng ta ở nước Mỹ này, chúng ta có được những cái dịch vụ để chăm sóc cho những người đó. Theo như kinh nghiệm của tôi đi vào một vài nước, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, anh ở Việt Nam mà anh đang nghèo mà anh bị những này thì anh chỉ có nước anh đăng lên báo Dân Trí hoặc là VnExpress để mà kêu gọi từ thiện thôi, chứ không có, tôi không nghe có cái nào khác hơn. Obamacare hiện nay cũng như là Trumpcare trong tương lai, như đã nói là nó rất là nhiều những cái chi tiết, rất là nhiều những cái lắt léo ở trong cái vấn đề bảo hiểm y tế mà kể cả những tầng lớp chính trị lẫn dân chúng đều sẽ bị ảnh hưởng. Với cuộc nói chuyện này chúng tôi đã đề cập tới một phần nào rất nhỏ một vài khía cạnh chính của vấn đề. Chắc chắn trong những ngày tới sẽ còn nhiều những cái sự phân tích, những cái sự tìm hiểu của chương trình bảo hiểm y tế mới này ảnh hưởng tới tất cả người dân Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ và sẽ gặp lại cho bác sĩ trong những lần tới. Xin cảm ơn anh Lương Vũ và xin cảm ơn quý khán thính giả của Phobosa TV.